Từ đi xa nhớ nhà lắm. Cô mở quán này bao lâu rồi cô? Từ mấy nay ngay đi ngang qua mới thấy. Mấy năm rồi mà mốt ở bên kia này có chuyển gì đây. Dạ đúng rồi, cái này mới chuyển về đúng không? Em chưa mặc lại. Em chưa, con gọi mới rồi. Chắc mà mơ có lộn ta cái muốn đất thành phố đó hả? Lâu lâu gặp quán ăn vô đã luôn. Đây là quán này đó không? Quán Nghệ mà mới nói tiếng Quán Nghệ cho người ta nghe chứ. Con ở bên quán này là của ai cô ha? Cô luôn hả? Cô làm chủ hả? Còn ốc là mình lấy từ đâu về cô? Quán Nghệ á. Còn Quán Nghệ đem vô luôn hả? Mình lấy thôi, không đẹp không son á. À là cứ ngày nào cũng gửi vô hay là dạ. Mày quê mình báo phút chạy lắm, Tết về là mấy quá phút là không có chỗ ngồi luôn á. Dạ. Khi mai trong trong cái phường cũng có quán ốc mà không có chỗ ngồi luôn. Nhưng mà không biết sao mình dân mình thích ăn ốc lắm. Ốc khúc á. Tới chiều lạnh 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 nha, ăn cay 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 nóng đúng bè luôn.